Báo cáo của Kaspersky cho thấy Zalo được trẻ em Việt Nam sử dụng nhiều, trong khi đó YouTube Kids bị bỏ khá xa trong top ứng dụng ưa chuộng của trẻ. Theo báo cáo, Zalo hiện là ứng dụng được trẻ em Việt Nam sử dụng nhiều nhất với 26,37%, bỏ xa vị trí thứ hai theo một báo cáo của Kaspersky. YouTube vẫn là ứng dụng giải trí hàng đầu ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam chiếm 16,33%. Ra mắt chưa đầy 5 năm, TikTok trở thành thương hiệu phát triển nhanh nhất trên thế giới với nội dung đa dạng và vô hạn từ giải trí sáng tạo đến giáo dục. Mức độ phủ sóng nhanh chóng của ứng dụng này đã thu hút sự quan tâm và yêu thích của đông đảo trẻ em Việt Nam chiếm 11,24%. Đứng ở vị trí tiếp theo trong số các ứng dụng phổ biến nhất là mạng xã hội Facebook 10% và Chom 8,3%. Tuy nhiên, đây chỉ là báo cáo đối với các ứng dụng trên nền tảng Android tính từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022 số liệu cũng cho thấy thói quen truy cập mạng của trẻ em thế giới có khác biệt so với Việt Nam. Cụ thể, năm ứng dụng phổ biến nhất đối với trẻ em trên thế giới trong quý 1 vừa qua, YouTube dẫn đầu với tỷ lệ 31,6%, TikTok đứng thứ hai với 19%, WhatsApp 18%, Roblox 7,5% và Chom 7,3%. Điều thú vị là YouTube Kids, một ứng dụng dành riêng cho trẻ em lại không quá phổ biến đối với trẻ khi chỉ chiếm tỷ lệ 2,1%. Để đảm bảo trẻ có trải nghiệm trực tuyến tích cực, Cách Bird Sky khuyến nghị cha mẹ tìm hiểu thêm về thói quen và sở thích trực tuyến của trẻ, đồng thời tìm hiểu các xu hướng trò chơi và các kênh mới nổi để xem có thể ảnh hưởng như thế nào đến các hoạt động trực tuyến của trẻ. Ngoài ra, cần hướng dẫn trẻ cách chặn và báo cáo khi các kênh này gặp vấn đề gì đó trên mạng. Điều này giúp tạo ra các thói quen trực tuyến tích cực và trao quyền cho con trẻ cảm nhận khả năng kiểm soát.